Giá cà phê nhân xô sáng nay tại Tây Nguyên không có gì thay đổi, trong khi giá trên thị trường thế giới thì lại tăng nhẹ. Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên không đổi, vẫn ở mức 35,7 đến 36,3 triệu đồng một tấn. Trong khi đó, cà phê trên thị trường thế giới lại tăng nhẹ. Theo Commerce Bank, xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ vừa qua giảm gần 3%, đánh dấu niên vụ giảm đầu tiên trong vòng 5 năm qua. Xuất khẩu cà phê Robusta giảm mạnh hơn Arabica do nguồn cung tại Việt Nam hạn chế bán ra, giữ cà phê với hy vọng tăng giá.